anh nào mà nhậu rượu mà say xưa rồi bắt đầu là không ăn cơm, không ăn cháo được á, mà nấu canh thịt bò với cái này nè, hấp thì nó khỏe lắm nha. Anh nhìn cái cây đẹp chưa? Màu à? Rồi bó xôi đó, bó xôi của Đà Lạt đẹp quá, đẹp luôn. Bó xôi đẹp chưa? Cho bina này mình bỏ phân gì mà nó xanh xanh dữ vậy à, em? Cái gì ngắt nước sớm hả? À, sạch luôn, xanh đen luôn. Rau này đâu sạch á? Ừ. Ngừng thuốc lâu rồi. Ngừng thuốc lâu rồi hả? À. Đi siêu thị nên ngừng thuốc lâu rồi. Mà. À, đúng rồi, hàng đi siêu thị thì mình phải cái quy trình mà sản xuất hoặc là bơm thuốc rồi bảo vệ thực vật rồi nó phải nghiêm ngặt, chứ nó không thì dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thì người ta tát, người ta trả hàng là rất là nguy hiểm. Dạ, dạ. Là mà hàng mình không đi được, đến nó đi giao cho người ta test hàng, à, đảm bảo người ta mới nhận, à, đảm bảo người ta mới nhận lên. Đúng rồi, đẹp chưa, cây đẹp chưa, ngồi mê luôn ha. Đó, nông dân họ trồng lên được cái cây dài cũng thích lắm luôn. Cái rau này ăn bổ. Ừ, ăn bổ. Nó bổ máu. Ừ. Rau này ăn bổ lắm. Còn cái dưỡng chất của nó, ừ, người ta bảo là ngang với thịt bò ấy. À. À. Dưỡng chất nó ngang với thịt bò. Dạ, đúng rồi. Ừ. Cái này thì cũng có thể. Được, tại vì người mình ta nấu cháo các thứ cho trẻ em, ừ, thứ ăn tốt. Ừ. Này nó mềm, trẻ em ăn được. Người ta say ra. Cái này mà anh nào mà nhậu rượu mà say xưa rồi bắt đầu là không ăn cơm, không ăn cháo được á, mà nấu canh thịt bò với cái này nè, hấp thì nó khỏe lắm nha. Đúng rồi. Canh thịt bò nó hấp khỏe lắm luôn. Đẹp quá ha. Em là tên gì đây? Em tên Nguyệt. Nguyệt hả? Đây cái ông xã kia phải không? Ông anh. Ông anh hả? Dạ. Ông anh nhà hả? Dạ. À, là mấy anh em cùng chung với nhau làm hả? Dạ. Ừ, à, giỏi chưa? Mình là quê ở đâu mình vào làm đây cháu? Ở Thanh Hóa. À, dân Thanh Hóa mình đây. Dạ. Người Thanh Hóa đi vào đây làm ăn cũng đông lắm. Thanh Hóa, Nghệ An, Thanh Hà Hóa, Tĩnh. Nghệ An, Hà Tĩnh. À, vào đông lắm. Mà công nhận là cái đất trong này á là nó hiền hòa mà nó được con cái là khí hậu mát mẻ nữa. Dạ. Mà đất đai cũng tốt nữa ha. Dạ. Con người hiền hòa, cái Đà Lạt này hiền hòa, bởi vậy cho nên là bà con ngoài kia làm vô đây làm ăn thấy ổn định lắm, mà thấy nó nhẹ nhàng, đỡ cái tình trạng mà cạnh tranh rồi gây gỗ rồi nhiều ha. Làm vừa mình đi xa cố gắng mình tránh ba cái đó cháu ha. Dạ, dạ. Ừ, tránh ba cái đó để mình làm ăn trong này công việc nó nhiều. À vậy hả? Dạ. Thế thì tốt rồi. Bà con mình nói như vậy đó là tốt rồi. Vì trong này người ta trồng rau, trồng bông, trồng nhiều, ừ, nên là công, ừ, việc
công việc nó nhiều cho nên là ngày nào mình cũng có thể có việc làm. Dạ đúng rồi. Là tốt rồi. Ừ. Mình đi làm. Rồi mình đưa gia đình vào hết trong này chưa? Vợ chồng vào trong này là con cái ở ngoài quê. À con cái ở ngoài ngoài quê, ở nội ngoài quê. Dạ. À vào đây làm. Thế cũng được. Trẻ lắm. Đây ở đây. Có cây nhỏ nhỏ này nữa. Nó hơi sâu ha. Nó sâu bỏ. Sâu quá. Ngon chứ, sâu ngon lắm bà con. Trời ơi, những cái bỏ như vậy á, cái này cũng là ngon lắm rồi nè. Thấy không? Nhặt sạch luôn đó, bà con nhặt kỹ quá. Nhặt kỹ đem về cho họ đóng bịch. Siêu thị mà. À, siêu thị cho nên phải làm kỹ vậy. Chứ mấy cái này ăn tốt hết trời nè. Ngon lắm nè. Mình ở nhà mà mình trồng thì lên quá lắm là dài chứ mấy. Thấy không? Dạ. Trồng ở nhà để ăn á. Đúng rồi. Em mấy cháu rồi? Dạ, em ba. Ba cháu? Dạ. Rồi đưa để hết ngoài kia. Dạ. Rồi trong này hai vợ chồng vô đây làm ăn. Cày gửi tiền về nuôi con nữa. Dạ. Rồi Tết chạy về. Dạ đúng rồi, Tết đi đầu năm cuối năm về. À. Đi đầu năm cuối năm về. Dạ, về ăn Tết xong lại đầu năm lại đi. Ồ rồi. Thấy không, bà con mình là chịu khó làm ăn lắm, tội. Một năm mới về gặp con cái một lần. Em nhớ lắm này. Nhưng mà chịu thôi chứ ha, công việc mà. Nhớ chịu ra công việc. Ừ, công việc làm ăn mà. Làm ăn đi làm. Làm ăn là phải đi làm. Đấy, thương bà con miền Trung mình lắm đây. Khổ lắm. Ở ngoài đó có công việc nó không ổn định. À, đất thì phải nói là đôi khi mình nói đất từ Quảng Bình trở ra với cái đoạn Thanh Hóa và các thứ mình nghe nó là đất gọi là cho ăn đá gà ăn muối, thấy không, đất cày lên sỏi đá mà đất vùng gió Lào á, cho nên là bà con làm không có hiệu quả, mà vào trong này làm hiệu quả, mà trong này thì cũng yêu cầu lao động nhiều, và cho nên bà con tập trung vào đây làm nhiều lắm, và rất nhiều người làm thành công lắm nha. Dạ đúng rồi. Nhiều người Thanh Hóa, Nghệ An làm thành công lắm á. Người ta vào lâu rồi thì người ta lập nghiệp trong này hết. Đó, lập nghiệp này nó làm ta thành công. Chú, chắc cái cây nó đẹp. Đã thật không? Sướng nhìn thấy cái cây. Chừng có ba cây đó là nấu nồi canh tha hồ rồi hả? Ba cây rồi một nhà tầm 2-3 người ăn là vừa rồi. Vừa rồi. Đẹp lắm. Rau này là rau bina đây bà con. Còn gọi là rau bố xôi. Nguồn gốc cũng nước ngoài, giống nước ngoài đưa về sau này đó. À, trước giải phóng nó cũng có rồi, nhưng mà chắc mấy giống này là giống sau này. Chứ trước đây cũng có rồi. Trước giải phóng có rau Đà Lạt cũng vẫn có rau bó xôi mà. Nhưng mà rau này thuộc dạng rau cao cấp đi. Nấu thịt bò rất là ngon. Nấu canh thịt bò, xào thịt bò. Dầu dinh dưỡng. Siêu thị bán hàng này chạy lắm. Ừ. Rau này mình trồng thường trồng khoảng mấy chục ngày thì mình thu hoạch cháu. Một tháng. Rau này có 30 ngày là thu hoạch được rồi hả? Nhanh chứ hả? Tháng hơn một tháng. Ừ. Chứ 30-35 ngày ha. Tầm đó đó. Chứ mà để trễ tí xíu nữa là bắt đầu nó lên cái ngồng á. Phải không? Dạ. Bắt đầu nó lên cái ngọc là không được. Tí xíu nữa nó già nên nó lên ngồng. À. Nhấm cái ngọc liền thôi á, nhanh lắm. Dạ, không đi được. Ừ, là không đi được. Hồi nãy cô này nó nói là sao hôm nay là mình làm gì mà im im vậy? À, mình làm gì có phải là thật. Mấy hôm trước nói như sao? Thế hôm nay chắc là có vấn đề phải không? Phải không? Bộ đá hay sao? Hả? Người yêu hôm qua không trả lời. Hả cháu? Làm gì có người yêu mà bồ đá à chú? Chứ không có ai chú giới thiệu cho. Chú có ai không chú giới thiệu cho con với? Hả? Nếu mà cháu thích thì thích như thế nào đưa ra tiêu chuẩn đi. Rồi chú hay đi quay về chú gặp hoài à. Đúng hả? À, cháu mà... thì cháu không cần đẹp trai đâu chú ạ. À. Cháu không cần đẹp trai đâu hả? Cháu chỉ cần chịu khó làm thôi. Chỉ khó đi kiếm tiền thôi. À, chú tưởng là chỉ cần là
À, cháu chỉ cần kiếm một anh là coi như là trời mưa biết chạy vào nhà là được. À, dạ. Thế thì kiếm làm gì chú tài? Tài luôn. Cháu chỉ cần kiếm anh nào mà trời mưa biết chạy vào nhà là được, chứ đừng có đứng ngửa cổ lên trời. Khổ lắm chú ạ. À, cháu làm đây là tính công nhật hay là cái hợp đồng tính tháng? Dạ, bọn con đi làm tháng chú ạ. À, đi làm tháng là tốt rồi, nó công việc nó ổn định cháu ha. Dạ. Ừ. Công việc này cháu thấy nó nặng hay nhà? Cũng bình thường chú ạ. À, bình thường hả? Dạ. Cũng nhẹ mà. Dạ, cũng nhẹ mà. À, cái này công việc nhẹ nhàng cũng được. Nói chung mình cảm thấy công việc nào mà mình làm mà cũng có thu nhập mà mình thấy là vui là được. Dạ. Và nó đừng có mất sức quá để ngày nào mình cũng phải đi làm ha. Dạ. Cháu là tên gì đây? Cháu hả? Ừ. Hả? Tên gì anh? Uống say, tối qua uống say đến mức mà bây giờ cũng quên cái tên luôn hả? Tại vì lo kiếm chồng quá. Kiếm người yêu quên mất tên rồi. À, quên mất tên. Phải nói tên để lần sau rồi chú nói là à đó, bé đó. À, chú giới thiệu chứ. Dạ, hả? Con tên Hương ạ. À. Hương hả, rồi. Khi nào mà chú mà giới thiệu được là phải có cái đầu heo đàng hoàng đó ngang. Vâng. À, vâng. Chú cứ giới thiệu cho con đi, miễn sao con khuất é là 2-3 cái đầu heo cũng được cái chú ạ. À. Dạ hả? Dạ. Hồi đó bắt chồng kiếm đầu heo phụ với cháu hả? Để mà chung cái gì. Đó. Có một đứa con mà chồng thì mất rồi, bởi vậy cho nên bây giờ anh đi làm một mình á, lẻ loi anh cô đơn anh buồn lắm. Anh nào mà nhắm thấy mà hợp nhãn thì xin mời làm quen nhé. Nãy là chở, hồi nãy mình chở 7 tạ rồi. 5 tạ đúng. À, 5 tạ rồi. Trời, cái này mà cắt ngày 7 tạ cũng nhiều ấy ha. Ừ, cắt ngày 7 tạ nhiều quá. Đó, cái rau có xoay như vậy đó. Cắt xong nó sắp sắp lại đẹp chưa? Cắt rồi nó sắp sắp lại thôi. Nó có đứng lên vậy. Là được. Thấy cấy cái bây giờ rút lên cái cục đất đen nó vẫn còn nguyên á ha. Nó rẽ anh ra thêm mà cái cục đất đen nó vẫn còn nguyên. Vậy mà nó lớn hay nó nhanh. Cái này 30 ngày cho đến 35 ngày phải không? Cái này được 30 ngày cắt rồi. À, 30 ngày cắt rồi. Nó tốt vậy 30 ngày cắt rồi chứ nếu mà không thì nó già ha. Rau này Sài Gòn nó ăn mạnh lắm chứ không? À, Sài Gòn nhiều lắm, ăn nhiều lắm. À, Sài Gòn ăn mạnh lắm, Sài Gòn các tỉnh ăn mạnh lắm. À, đa số là rau này thật ra là người có tiền họ mới ăn. Ăn nhiều ha. Tại vì với lại người nhà có trẻ con ăn này tốt. Còn người già. Ừ, người già đúng rồi, người già ăn cũng tốt. Đóng hàng đi siêu thị đây ha. Cái này về nó phải ra nữa. À, về cái bắt đầu nó
về vựa cái họ sửa lại, ra lại sửa lại coi cái nào đạt không đạt, xong bắt đầu là người ta với đóng bịch hả, đóng bịch mấy lạng, 5 lạng bịch thường 5 lạng. Hôm nay rau này được giá bao nhiêu, khoảng giá bao nhiêu vậy em? 35 anh. Dạ, 35 hả? Dạ cũng đỡ đó, rau này mấy này nó cũng giữ giá rồi hả? Mấy cái đợt này rau này giữ giá này hay á. Rau này cứ 20 mấy rồi đến 30-35 là có ăn. Ừ, đấy là ok rồi. À, có ăn. À, nông dân cũng bán được hàng mà thương nhân cũng ra hàng cũng tốt và cũng có lãi. Mình thuê đất trồng hay là mình mua lại vườn của nông dân? Mình đi mua thôi, nhà vườn người ta trồng mình mua thôi. À. Tức là mình mua sau cùng mình mua hay là mình mua non? Cắt rồi mới mua. À vậy hả? Cắt rồi mới mua. Cứ vỏ là 30 kg ha. Cả cắt 30 thì tính bao nhiêu? Phải là tính 32-33 chứ hả? Đấy, cái này thì cái này nó 101 em đóng 4 két thôi. À 101 4 két. Không biết tiếp không đỡ hư hàng ha. Rau này có cái là nấu canh thịt bò là tuyệt vời luôn ha. Nấu canh xào thịt bò. Xào thịt bò, nấu canh thịt bò tuyệt vời luôn. Nó mềm mà giòn mà nó ngọt. Ngọt vô cùng. Cho nên rau này nó mắc là vậy. Vô tương đối khó trồng. Đây gọi là cả bó xôi cũng được, mà gọi là bina cũng được. Bina, cạnh tên của nước ngoài đấy. Ừ, rau bina, nước ngoài rau bina đó. Việt Nam mình gọi là bó xôi đó. Cháu chú hỏi cái. Cháu làm gì mà hồi nãy giờ là cửa đây nè. Cũng cái cô bác bên kia kìa. Bảo cháu là hồi sáng giờ tao thấy mày có vẻ đơ là sao? Thiếu vitamin. Thiếu vitamin tình yêu. Hả? Thiếu vitamin tình yêu. Cháu thiếu vitamin tình yêu à? Thiếu vitamin tình yêu, nghe chị bảo là thiếu vitamin tình yêu ấy. Thế bây giờ có cần tình yêu không? Tình yêu ai chả cần chú. À vậy hả? Thế là cháu cần chú mai mối là gì không? Có. Yêu cầu của cháu như thế nào? Hả? Hả? Sao cười? À, bí mật lắm hả? Sao anh kia ý kiến sao mà cười cười vậy? Anh làm cái gì cũng to thì liên hệ với cô bé. À, tức là yêu cầu của cháu là cái gì cũng phải to. Cái gì cũng phải to. À, to với đạt yêu cầu hả? Cho nếu mà anh nào mà không đủ to là không đạt yêu cầu hả? Phải nè. Cháu nghe thả cái khẩu trang xuống cho chú nhìn cái coi. Đâu coi. Chú xem cho coi. Đây. À. Giới thiệu yêu cầu hồi nãy giờ đó, anh nào mà đáp ứng được á thì lấy số điện thoại nhá. Ừ, rồi liên lạc. Mặt trắng da hồng y cái Đà Lạt á, mà gốc là Gia Lai thôi phải không? Dạ. À đúng rồi, có cái bài hát đó. Em Pleiku mà đỏ môi hồng ở đây mỗi chiều quanh năm mùa đông, phải không? Nem tóc em ước và mặt em ước ha. Nên là có anh nào mà đồng ý thì lấy để cho nó thể đấy, cho cái, nó đi đây để là cho nó đi làm, nó có tâm trí nó đi làm cái là nó có mất người rồi. Sáng giờ nghe cái cô bé này đó là cái thiếu vitamin gì đó mà sáng giờ đơ giống như cái máy thiếu vitamin tình yêu. Thôi chắc phải lấy số điện thoại thôi. Rồi làm sao thì làm ngang. Dạ. Ừ. Mà nhớ là coi như là chú mà giới thiệu rồi mà anh nào mà gọi mà coi như là không trả lời, không bắt máy mà trốn á thì hồi đó chịu trách nhiệm á ngang. Không phải trả lời cho chú. Ừ. Không trả lời làm sao được. Ừ. Cái cắt là đi cái cắt là để cho đi siêu thị. Cái này là để đi chợ này. À, để đi chợ là mình phải rút cái gốc hả? Dạ. À. Chợ
bà con ở ngoài. À, hàng chợ là mình rút cả gốc chứ không phải cắt. Nhiều người người ta vào được siêu thị người ta ăn nên nhiều người người ta ăn. À, người ta mua ở ngoài hàng chợ. Đây là cô đang rút cả gốc đây nè. Cái này là hàng chợ bán ở Đà Lạt mình đây. Đây là bán huyện. À, đây đưa xuống huyện hả? Đức Trọng Đông Dương hả? Đức Trọng Đông Dương là rút cả gốc đây. Như vậy nó tươi không? Thấy không? Ở Đà Lạt mình ăn toàn ăn rau người ta đi mót thôi, còn ăn rau ngon thế này đâu. Chứ sao? Rau Đà Lạt an toàn rau mót không à? Đúng rồi, rau mót thôi, rau những cái hội mà đi cắt mót thôi. Sú rồi các thứ cũng vậy đó. Dạ. Sú rồi toàn là sú nhỏ ngon, rồi. Đồ ngon là chỉ có vào siêu thị rồi mới có thôi, chứ còn như các chợ, như chợ, các chợ bán này toàn hàng mót. Đó, chú mỗi lần chú quay ba cái sú đó, chú thấy là đúng là hàng mót nhiều lắm luôn. Còn cái này là đi xuống Đức Trọng nè. À, cái này đi xuống Đức Trọng, là chợ Tùng Nghĩa đây hả? À. Này Đức Trọng ăn cũng rau đẹp đây nè. Dân Đức Trọng cũng chịu xài lắm. Đấy, chủ xe đến rồi nè. À, chủ xe đến rồi hả? Xếp. Này cắt nhổ nào rau này để đưa về Đức Trọng đây. Cái này nhổ rau này đưa Đức Trọng mà mình sẽ đưa lên xe này không hay là mình chở xe không đa thôi? Không, mình chở xong đến ra ngoài kia có địa điểm có người ta lấy. À. Có xe dưới đấy nó lên lấy. À, xe đó lên lấy hẹn giờ xong bắt đầu ra lấy. Đây chắc hẹn là hẹn ngay đối diện Bình Thiện Nhi hả? Dạ. Cái hàng mà mình nhổ cả gốc đây thì mà giá nó khoảng bao nhiêu cháu? Em? Nó thấp hơn cái kia. À, nó thấp hơn tí hả? Nhưng mà đây là rau sạch đây. Hàng đây là hàng để đưa siêu thị đây. Nhưng mà vẫn nhổ để mà bán ra ngoài. Bán chợ truyền thống. Bởi vậy cho nên là nhổ cả gốc. Giá nó thấp hơn tí xíu. Nhưng mà hàng là hàng sạch. Rau mà đưa siêu thị thường bà con bơm thuốc rất là nghiêm ngặt. Thuốc không phải là muốn thuốc gì là bơm nào, thời gian nào cũng bơm được đâu. Cái này mình ngắt thuốc bao? Ngừng thuốc. À, ngừng mười mấy ngày. Ừ. Còn ở đây mình ngưng nước bao nhiêu ngày đấy? Ngưng nước bao nhiêu ngày anh chị? Này ngưng nước chắc lâu á, cái này ngưng nước có 7-8 ngày đến 10 ngày á hả? À, cả chục ngày đó, nhìn thấy nó khô đất nó bắt đầu nứt là biết rồi nè. Đây nè, ngưng nước bắt đất bắt đầu nứt rồi nè, không nhìn thấy. Đủ rồi đúng không? Cắt đủ rồi thì bây giờ nhổ thôi. Nhổ bao nhiêu ký đây? 70 ký hả? Xanh vàng mơn mởn rồi đó. Mày với nó chuyện ha. Quá đẹp luôn.
giờ lên xe trở về, trở về vừa để lựa mà đóng cho siêu thị. Bốc xoài.